Việc cung ứng hàng hóa trên thị trường hiện nay tập trung vào các mặt hàng được coi là thiết yếu như thực phẩm, y tế. Tuy nhiên, việc giãn cách kéo dài khiến cho các sản phẩm không thiết yếu như điện máy, đồ gia dụng, đồ dùng học tập, v.v. phục vụ công việc, sinh hoạt và học tập trở nên cấp thiết. Việc học online được dự tính từ trước, nhưng rất nhiều gia đình có con học phổ thông rơi vào tình thế bị động do không mua được đủ đồ dùng học tập. Ngoài chuyện học hành, hiện nay nhiều gia đình gặp rắc rối liên quan đến các sản phẩm không được ưu tiên kinh doanh trong thời gian này. Điển hình như các thiết bị điều hòa, quạt, máy tính, laptop, TV bỗng dưng bị hỏng mà không thể tìm được người sửa chữa, bảo hành thời điểm này.